Xin chào quý vị khán giả thân mến. Sau một buổi sáng mưa thì hiện nay thời tiết tại Hải Phòng đang khá là mát mẻ. Và đây sẽ là một điều kiện thuận lợi để cho tất cả những khán giả có thể đến với cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp theo dõi đêm chung kết sao mai tối ngày hôm nay. Còn đây thưa quý vị chính là sân khấu chính của chương trình tối ngày hôm nay. Lúc này thì những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất. Ngoài những điều kiện về kỹ thuật để âm thanh ánh sáng ra này, thì còn có một điều rất quan trọng đã được chuẩn bị trên sân khấu này. Đó chính là sự phối hợp giữa các ca sĩ, thí sinh biểu diễn với ban nhạc. Trong đêm chung kết sao mai 2022 tối nay, lần lượt 6 giọng ca tài năng nhất ở 3 phong cách thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ sẽ vượt qua hai thử thách là hát đơn ca và hát song ca. Trong đó, ở thử thách song ca, mỗi thí sinh sẽ có cơ hội hòa giọng cùng một nghệ sĩ nổi tiếng. Đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng đối với các thí sinh sao mai năm nay. Các thí sinh được hát cùng với lại những nghệ sĩ khách mời, đấy cũng là một cái điểm cộng để cho họ có thêm cái sự tự tin. Những cái giọng hát ấy họ sẽ biết cách để đưa đẩy, để giúp thí sinh có thêm phần thăng hoa trong màn biểu diễn của mình. Các hiếu theo dõi sao mai năm nay từ vòng đầu cho đến cái vòng cuối cùng này và được may mắn tham gia trong chương trình này, thì có thể thấy rằng cái vòng đầu chúng ta còn cảm thấy rất là nghi ngờ họ hát như thế nào, nhưng mà đến cái vòng chọn lọc này thì hiếu khẳng định rằng là những cái bạn thí sinh đã được chọn vào năm nay đều có chất lượng chuyên môn rất là tốt. Có thể nói rằng là trong năm 2022 này đã ươm mầm được rất là nhiều, hay ấp ủ rất là nhiều những cái mầm mống tốt, và bây giờ thì họ chỉ cần tỏa sáng thôi. Thưa quý vị, đây chính là những trang bị kỹ thuật để ban giám khảo có thể thẩm âm và chọn lựa ra được thí sinh xuất sắc nhất trong chương trình chung kết tối ngày hôm nay. Quý vị khán giả nếu quan tâm, nếu yêu thích có thể theo dõi trực tiếp chương trình sao mai tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ 10 phút trên sóng VTV1 hoặc ứng dụng VTV Go. Bên cạnh đó cũng có những kênh khác để quý vị có thể cập nhật thêm những thông tin về cuộc thi này. Đó là trang website saomai.vtv.vn hoặc là fanpage saomai.vtv.